phát hiện xác rồng trôi dạt vào bờ. Sự thật đằng sau khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ngày nay, tuy phần lớn mọi người đều cho rằng rồng chỉ là loài vật trong truyền thuyết, nhưng một số hiện vật, hình ảnh hay những thước phim vẫn khiến chúng ta không khỏi hoài nghi. Rồng liệu có thực sự tồn tại hay không? Và nếu bạn cũng đang hoài nghi về điều này, thì hãy đến với video ngay sau đây nha! Những ngày gần đây, trang mạng Reddit đang xôn xao đoạn video khó tin, khiến nhiều người xem hoang mang, sửng sốt. Theo như trong video, bạn có thể thấy, trên bãi hồ là xác của một con rồng bí ẩn. Con vật này được bao phủ bởi lớp da xám xịt và chân có móng vuốt. Nó có khuôn mặt hung tợn với hàm răng sắc như dao cạo, có thể xé nát kẻ thù ngay tức khắc. Không ít người sau khi xem xong liền liên tưởng đến loài rồng phương Tây, sinh vật chất chứa sự độc ác và hung dữ. Tại phương Tây, rồng mang hình ảnh một loài bò sát có vảy, cánh, đuôi dài và có khả năng phun lửa. Mặc dù vậy, cũng có người nghĩ rằng đây không phải là xác rồng mà chỉ là một mô hình để phục vụ một cảnh quay của một bộ phim truyền hình viễn tưởng nào đó. Theo như tìm hiểu được biết, video trên đã được một kênh YouTube đăng vào tháng 8 năm 2016. Đoạn video này đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt xem trong vòng 3 ngày và khiến nhiều người xem suy đoán rằng sinh vật trong hình thực sự là có thật. Tuy nhiên, hình ảnh hiển thị trong video không phải là một con rồng mà là một tác phẩm điêu khắc rồng được tạo ra bởi Cuatro Milenio, một chương trình truyền hình của Tây Ban Nha chuyên khám phá các thuyết âm mưu, sinh vật thần thoại và tiền điện tử. Quả là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, phải không nào? Các bạn nghĩ sao về tác phẩm này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Trùm Tin Bí Ẩn biết nha!